Hello mọi người, một tuần rồi không có gặp mấy anh chị, không có làm live. Hôm nay Ngân mới làm lại thì mời mẫu rồi. Ủa phone chị Xíu Xà có live được không? Được không? Bị gì vậy? Live trên nhau chớp được đúng không? Không. Không hả? Tại phone em sợ người ta gọi vào. Em để em mốt cũng gọi vào được à, phone này hư rồi. Hello chị Stacy. Bây giờ em đang dụ. I know, nó cứ bị interrupt kiểu đó hoài á. Thôi nhìn rõ rồi. Rõ không? Trong phone chị nhìn rõ không? Mấy anh chị nhìn rõ không? Rõ, nhìn rõ. Cái này em đi chậm lắm, để em dũa chỉ cho sần bay cái lớp lớp bóng của móng thôi, chứ không có dũa nhiều mỏng móng người ta hết. Mình biết mình không cần dũa nhiều. Không có dũa nhiều, dũa bay cái lớp sần, ngay cả đắp bột em không có dũa nhiều nữa chị. Bay cái lớp bóng là em xong rồi đó. Mà em chạy chậm lắm, tại chạy nhanh, nhiều người chạy nhanh quá đó, nó dễ bị burn lắm, tại nó mỏng móng xuống. Mình đừng có chạy nhanh cái lớp cái giai đoạn đầu này nha mấy anh chị. Người mẫu này muốn dưỡng móng. Hai chị già, hai chị đen nè. Hôm nay tiệm busy không mà lên coi live với em đây chị. Cô giáo Ngân đang ở đây nè. Cô giáo Ngân ngoài trước dạy eyelash. Ngân thì ngồi trong đây làm live. Clear em. Hôm nay có thời gian, hôm nay Noel 3 có thời gian lên ủng hộ Ngân nữa ha. Hỏi có hôm nay có chị gì ngoài đó, chị gì mà cầm cameraman đó chị. Holly, có chị Holly đó không? Cần chị Holly cầm máy quay phim làm live nè. Trời, hôm qua giờ tiệm mình có ai xài cái Chrome, nước sơn Chrome mới cho chị? Mấy anh chị xài nước sơn Chrome mới á, nước sơn cái Chrome Omatic mới đó à, mấy anh chị nhớ là chùi cái móng cho nó sạch thiệt sạch trước khi mà mình sơn nha. Để thôi, nếu mà nó có cái bụi nằm ở trên đó, nó sẽ bị hột, nhìn không có đẹp, cho nên phải chùi sạch trước khi sơn. Rồi, hôm nay em gắn cái móng này, người mẫu là muốn làm coffin, cho nên em gắn cái móng nhọn này luôn. Ok. Đẹp không con? Úp. Sao hôm nay rung tay chân rung lẫy bẫy gì không biết không? Mới ăn no. Mới vừa ăn no xong á. Hôm nay bữa nay chị Xuất Sa không đem gà, chân gà cho ăn chúng ta đổ thừa nữa. Để cái móng này luôn con, vô cho làm bà cô sợ chơi. Did you see my someone else? Khi bỏ móng giả lên nhúng bột sao không được đều vậy? Móng nhọn, về móng nhọn có sẵn chị Holly. Để móng giả lên nhúng bột sống được đều là sao chị? Có chỗ có chỗ không đó hả? Cái móng giả của mình phải buffer cho nó sần để mình sơn ấy. Tại nó còn bóng thì nó sẽ dễ bị loang loang á chị. I love this nail shape. Cái lậu này nó gắn lên nó dễ lắm chị. Ấn cái là nó dính liền. Đó, ấn cái là dính liền, buông ra liền luôn. Không giống clear. Cái clear kia thì nó chắc hơn, cho nên chắc mình muốn có đèn cái điện thoại ra cho Ngân live không quá. I know, em phải cần một cái điện thoại riêng để em làm live thôi. Còn một cái điện thoại là phải để cho khách gọi vào. Hola Carol. Rồi bây giờ em sẽ cắt ha, con muốn dài cỡ nào? Dài cỡ này không? Cô không có làm ombre chị ơi, bé nó thích làm nguyên màu à. Đổi ý rồi. Đổi ý nè. Gái chị mà.
Nếu chắc bán chip nhỏ không em? Có chị. I know, mấy anh chị nào mà đang gọi em á, mấy anh chị để message, để voicemail để đi chút em gọi lại nha. Tại lúc mà em làm live mấy anh chị gọi vô mới được. Không làm nhọn cho đẹp. Trời, làm nhọn quắc như vậy vô bà cô bà thấy bà sợ luôn á. Sắp sửa bị được nghỉ rồi mà lâu nữa. Tới đó sắp sửa được nghỉ mà đeo bộ này vô lớp là tới đó bị nghỉ chứ không phải là được nghỉ. Chưa được là đã bị rồi. Nail bed của chắc mình nhìn đẹp á. Ừ. Còn trẻ là nó đẹp chị vậy. Trang Lê, long time no see, chị khỏe không? Có chồng, có con rồi vũa thời gian là hết đẹp liền. Có là hoa hậu cũng xấu liền à. Ok. Trang là em khỏe không luôn á, không có lên Facebook. Hello chị Trang. Giận ai mà bỏ Facebook luôn vậy chị? Này em giũa hai bên là tí xíu thôi, tại cái móng này nó cũng ra sẵn rồi, cắt lại ra có phin sẵn rồi. Này em để tí xíu nữa cho nó gọn rồi. Coffee này là cái này là soft coffee. Cái gì? Coffee này ít. Giờ là soft coffee có nhiều người nó gọi là berry này, coffee thì nó nhọn hơn nữa. Ồ, nó ốm hơn nữa đó hả chị? Hello chị Nhân. Hi, happy day. Rồi đó. Thì liền đến Johnny Nguyễn à. Johnny đẹp chứ, Johnny đẹp. Sao vậy? Đẹp trai giống Johnny đẹp lắm. Giờ đang mượn người này để khen người kia luôn đó phải không? À, khen hai người. Johnny đẹp thì mày idol hả? Not really idol nhưng mà thì dễ thương. Chị Trang nó chỉ không nhận ai hết, chỉ bị tiền hành thôi. Tiền hành hả chị em sao? Just for a demo, chị chicken and marble design. Hello, this is Trisha. Marble design gonna be by Trisha Lee. Dạ có chị Holly. Dạ. Cháu có bán cái tip này. Cái tip này. Giờ này mấy anh chị coi like, mấy anh chị thấy là ngân. I know, I feel so bad. Are you sure you have it on emote? Cần dưới cái emote không grow to đâu. No, nó grow to luôn á chị. Cái này thì không có trên emote. Tại bữa bỏ emote nó cũng to cho nên không thèm bỏ luôn. When you emote, grow to because they call you by message iPhone. Oh, they call by iPhone, so yeah. Same thing. Nail iPhone thì nó but 90% Vietnamese nail tech iPhone. Using iPhone. So you same wanna, thing chị. Do you want to try to right now, right? You can do it, huh? Mm-hmm. Only 10% using Samsung. Exactly. You say hi, Nguyen. Hi, Chad. Hi, Olivia. Hi, Sai. My Sai, what's watching you guys? DJ vô nhóm Mỹ và Mỹ trả lời thôi. That's okay. DJ vô chắc là nail poetry á. Mọi là nail poetry file và nail em nên người Mỹ người nước ngoài. That's okay. Okay. I can speak English, but not sure they understand. Em dùng cái dũa đó anh dũa được không? Ở đây chị Bích Ngọc. Chị lấy cái phần kia của chị cho cái em cái ai hả? Ừ, để nhà em thái để lên mai lai. Cái iPhone mới đó hả? Nè, cái 6 Plus. Cái 6 Plus rồi cái này nè hả? Ừ, cái trang mà không có xài. Không có xài? Ừ. Tặng Ngân hay sao? Ừ. Để nhà quay phim mấy nhỏ chơi vậy thôi. Trời, được tặng luôn cái iPhone thôi hả mấy anh chị, cho nên làm chứng nha. Hôm nay Ngân like, Ngân like làm có một bàn tay cho con gái chị Xí Xà thôi, Ngân được tặng cái iPhone luôn. Ngày mà gặp mấy người khách vậy chắc mau giàu lắm ta ơi. Bộ nail này bị mắc ạ. Bộ nail này mấy trăm con. Gái, con gái bởi vậy, con gái tốn tiền rồi chị đó. Làm có bộ nail tốn mấy trăm đồng. Ok. Chị giấu rán. Hello chị. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Đây Ngân có cái chổi để quét xuống. Ủa chị chưa có hả? Ôi, làm đây mấy năm trời, nó cho nó chưa có được một này đâu. Em không biết là chị, cái nào chị có, nào chị không có luôn. Mọi người có để ý ông Ngân dũa xong mà dùng cái bút
phờ bóp lại nữa. Em bóp lại để cho cái móng chỗ này nè. Nó sần sần, nó sần để mình sơn nó không có bị loang ra. Hai Tâm. Đợt này Tâm có đi học lớp eyelash của cô Ngân ở bên Phila nữa không Tâm? Khỏe không? Khỏe không? Bạn hiền. Bạn nói chung có hiền, nhỏ này nó dữ dữ lắm. Giờ lên lên Facebook dạch mặt luôn. Ok, em xài cái gì? Ok, lớp đầu tiên em sẽ xài cái bone. À, Chelsea. So you use number one bone and then use clear base, natural base, right? Natural base của Zona. Dạ, natural base. Mấy anh chị để ý nha, mặc dù là màu lợt hay màu đậm gì mình cũng nên xài base. Tại vì á, mấy cái nhà bên chemist, những người mix bột ra đó, cái base này của mình á, nó có cái chất để làm cho chắc móng và nó dưỡng móng, nó chống fungus. Cho nên nếu mà mình bỏ đi cái step này đó, mình làm ra cái móng người ta sẽ không có healthy. Mấy anh chị để ý, mấy anh chị biết. Nói xấu hoài hả? Tôi đang khen bà đó, nói xấu đâu nói xấu. Hồi xưa đi học là nổi tiếng dữ nhất trường mà nói xấu cái gì. Đâu phải ai cũng muốn nổi tiếng vậy được là được đâu. Rồi, nước số 2 em sẽ xài cái chai base nhé. À, chai base này của mình á, nếu mà ai mà biết á, ai mà xài qua cái này rồi rất là thích, nó không có cay. Mà xài tới hết chai luôn, nó không có bị đặc lại nữa. Rồi, cái natural base này của mình nè, nó hơi trắng trắng. Cho nên nó sẽ hơi trắng trắng, cho nên là cái màu nó sẽ nổi lên đẹp hơn. Hai ngón này là con clear đúng không? Hai ngón nhẫn là clear. Hai ngón nhẫn clear hay hai ngón giữa clear cô quên rồi. Hi everyone. Okay. Rồi mình đi cái này mỏng thôi nha. I think the ring finger is the glitter. Glitter, okay. Con gửi cho bạn nhé. Sao okay. Nhớ nè con. Rồi cái lớp đầu tiên là em sẽ đi hết móng luôn ha. Mỗi người có một cái technique khác nhau, thì thường là Ngân đi hết móng tại cái lớp kế tiếp là Ngân làm màu đậm rồi. Cho nên Ngân muốn đi hết móng luôn. Hai bên á mình sơn đè xuống cho nó ôm vào. Rồi chính giữa mình để nó vậy cũng được, tại vì chính giữa mình cũng muốn cho nó dày để cho nó có cái độ cong á. Rồi. So you always have to use natural base to protect the nails. Also, natural base have like off white color. It's bring up the color more. Chị Tâm Lê nói là Tâm Lê try to order stuff on your website, but she cannot use PayPal to pay. Ủa tại sao ta? À, nó báo gì vậy Tâm? Đã đừng kêu nó bằng chị, chơi bằng tuổi em mà bạn học của em đó. Mới đầu không biết kêu chị, nó sực nhớ Tâm Lê nghe quen nó kêu chị. Ờ, Tâm Lê bằng tuổi em mà. Ok, hai cái ngón clear đều em làm sau cùng ha. Rồi lớp base em sẽ qua bên đây làm luôn. Very smooth không? Em sơn hai cái lớp bên ngoài thôi nè. Chính giữa em vẫn để cái đó. Em không có quét ở giữa nhiều, em để cho nó dày á. When you apply number two, be careful. Don't go so close to the cuticle or over the cuticle. Yeah, khi mà để mà ngón tay người ta mà nhúng để cho ít khi bị dùng á, em hay để nó nằm sát cái thành này em đẩy vô nè. Nó giống như là lúc mà em làm pink and white á chị. Em sơn hai bên cho nó ôm vô nè. Chính giữa em vẫn để nó yên nguyên như vậy. Cái tip lên nhìn móng cong đẹp hơn. Uh-huh. Rồi. Có độ cong natural. Khách này là khách teenager phải không chị? Cho nên làm là phải có mẹ đứng kế bên. Không chị Cindy không có cần deep trước chỗ nối chị, tại vì giờ nãy mình dùng cái dũa qua cái chỗ nối là không có còn cộng lên nữa. Dạ Tâm Lê em gọi đi, Ngân sẽ giúp em order trên online luôn. Rồi bây giờ em sẽ quét báo xuống. Gì em, nó có báo cái lý do gì nó không nhận PayPal em? Nó thường nó có báo cái lý do đó nè. Cái lớp đầu tiên của mình xong là ra cái móng của anh Thành nó cũng mướt như vậy nè. Thường em để qua bàn tay bên đây xong em mới quay lại em. Oh, remind cái số đó đó hả chị? Yeah.
Thì we'll call you later. Khi xong nữa dặn em gọi lại. Okay. I know, it's okay. Thì mọi người giúp Trisha với Ngân share cái live này ra ha. Rồi hai ngón màu trắng phải không con? Yeah. Ok, nghiêng cho mọi người thấy cái vệ cong này. Trish giúp nhưng mà không có thấy bị cộm lên, mọi người thấy không? Rất là mỏng và rất là đẹp. See that? Hồi nãy có người hỏi là có cần phải dip trước cái chỗ curl không, thì chỗ nắng không, thì không có. Oh, chị Cindy, it's not a signal bad. She using her work with her phone to live, so people keep calling her every minute she have a phone call. Nó có bị interrupt. Sorry mấy chị nha. I know. Mấy chị đợi đi, em mua cái phone mới rồi là hết bị nữa. Giờ Ngân đang work, gán làm cho xong bộ này để có cái phone mới nè mấy chị. Bộ này được trả giá bằng iPhone. Hello chị Quỳnh Lê. Giờ không có xài tiền nữa mà trả bằng iPhone. Khách hàng sang không? Ok, em dùng màu trắng nè. Ok, ngón giữa em mới xài màu trắng. Hai ngón hai bên, ngón giữa em xài màu trắng. Tại vì design á. Ok, cái màu trắng là số mấy của mình nha? Ô em 60 á chị. Em 60. Trắng này để trắng làm ombre. Hai bên đây nè, em quét mỏng ôm vô cho nó không có bị bè cái móng người ta ra. Rồi. Em làm cho màu trắng cho xong luôn. Tại vì mình sẽ làm với màu burgundy, không phải burgundy, màu tím, màu plum á. Hello Hoàng Ti, khỏe không? Quyền Lưu hôm nay có bận không? Mình lên coi live vậy. Rồi hai bên rước vô cho nó ôm vô thôi ha. Hai lớp. Rồi hai lớp ra vậy nè. Cho tay em bé này chắc em làm ba lớp á. Mà cái lớp trên cùng em không làm màu trắng, em làm clear được rồi. Tại cái trắng lên màu đủ rồi, nên không làm trắng nữa. Có question gì không? Bây giờ là dân pro không cho nên không thèm hỏi gì. Quyền Lưu hả? Mới xong khách hả? Sáng giờ có hốt không? Live sớm hả? Tại trong nhà mình có khách thì mình live extra vui rồi thôi. Còn cái trình tự tối thứ ba của mình vẫn live với Ngân. Tối nay là cũng là live đúng không Ngân hả? Chiều nay 4 giờ live về eyelash gắn lông mi cho Ngân. 9 giờ mình có gì không? Tối nay hả? Tối nay chắc có. Tối nay Ngân làm tay Ngân. Tối nay Ngân làm tay Ngân. Cái lớp sau cùng là em xài cái Natural Clear. Phải rũ nhiều thì nó đều hết ha. Tại cái lớp sau cùng em xài Natural Clear để cho nó phủ, nó cover lại cái móng, nó không có bị vàng á, dễ bị vàng á. Cái chai base hả? Mình xài của Journal luôn, for this Journal luôn nha chị. Cái base này nó đỡ cay lắm. Cái number 2 mình không có cay, không có mùi, với lại nó có chất dưỡng móng luôn đó. Hai lại đi. Rồi em chỉnh cái shape nó lại tí xíu cho nó tương đối nó ra luôn rồi. Ok, cho cô coi vừa chưa? Bữa giờ Ngân ít like về nail Quyền Lưu nói ra. Dạ. Tuần này em bận cái lớp của eyelash á. Eyebrow đó, cho nên hơi bị dị tí. Và tuần này thì lớp của eyelash, em cũng tranh thủ để live. What is your website? I'm gonna type the website so you can check out our product. Rồi, em làm một lớp nữa cho bé ha. We have everything that you need for nails on our website. Okay. Này, tại em bé cho nên I do one more cut extra for her. Make sure that she's not gonna break it. Sơn đè xuống cho nó mỏng, thiệt mỏng. Sắp sửa có mang về đây rồi, nail job muốn có một cái deal gì cho quý khách. I know. Nail job. Mới định nói đó, mang về đây không biết tặng gì, nhưng mà là cái quan trọng là làm sao để cho vậy là chỉ ưu tiên cho mấy chị thôi, mấy anh không được mua hả? Giờ thì chú sao mới dở với Ngân là khi chỉ có những người nào làm mẹ mới được tặng good deal thôi. Cái là muốn mua. Ai mà muốn được cái deal là phải prove là mother thì mới được cái deal nha. Rồi, một lớp nha.
Thì nó khó chứng minh dữ á. Em để xéo em nhúng vô. School okay for you to have dark color? You sure? Ồ, nãy giờ nó lựa hoài, lựa màu lợt rồi cuối cùng là quốc màu này đó hả? Màu này là màu này là do mom pick đó con. Ai có ý kiến gì cho Mother Day present của Nail Chat không, cho ý kiến cho. Ok con. Thôi làm tay một bên cho xong luôn đi. Nãy chị Trisha có nói nè, cái ngón tay của khách mà mình thấy họ cắn mà kêu đi cô bị gì nè, mình phải nói với họ trước á. Nên chi tiết hết ráng đừng có đụng bột đó, nguy hiểm lắm. Không có đụng sơn cái nước số 2, đừng có đụng. I know I got about 1,000 phone call every day. Cho nên là em không có like cho mấy anh chị được là vậy. Hello Mikey, how are you? Rồi. Xong nè, em để xéo nè, em để trên cái thành miệng của cái hũ á. Em đẩy xéo vào thôi. Hỏi luôn, every second you have phone call. I know chị. Mikey say hello, love the color. Hi Mikey. Congratulations on all your successful nha Mikey. Giỏi quá hay chầm giỏi quá. Ok, rồi bắt đầu em phủi xuống. Em làm từng bàn tay trước. I know. Sorry. Em bị khủng bố điện thoại. You need to switch to M1 thử coi. M1 họ gọi vào vẫn được bình thường à. No, try it. Rồi bây giờ này màu number OM11 right? Yeah. OM11 nha chị Quyền, nha Quyền Lương. Yeah. Monica asking em làm dip nó hay bị bè hai bên cạnh sửa kiểu gì vậy chị? Ừ, chị thấy em quét hai bên cho nó ôm vô nè. Khi bè có vài lý do nhưng mà theo chú Sàng nghĩ lý do chính là khi mà chị bỏ số 2 á, có thể bỏ nhiều quá nó chảy vào hai bên á. Thì khi mình bỏ bột vô nó sẽ bè thì mình ráng mình đừng có để số 2 nhiều quá. Nên ôm vô. Sorry nha, cái bị interrupt hoài. Gọi từ đâu gọi vậy chị? Nail chop hả? Milky White for ombre is OM60 nha chị Tracy Hồ. Cái màu white đó rất là đẹp. Cái lớp clear sau cùng đối với mấy màu đậm, em nhúng xong là em phủi đi cái lớp bột khô trên liền, để cho nó không có bị hột hột. Mấy màu đậm nhiều anh chị thấy khi mình làm xong á, nó hay bị hột hột trắng trắng đúng không? Là do cái lớp bột clear trên nó bị khô á. Chị Quyền Lưu nói là có xài màu này rất là thích. Quyền Lưu xài cái for dip có. Thank you chị Quyền Lưu. Có ưng ý không? Có feedback gì không cho Nail Chop dip với nhá. Rồi. You're welcome Tracy. Rồi bây giờ em sẽ làm cái bột, cái ngón này nó là glitter, hai ngón glitter cho con gái. Glitter số mấy vậy em? Glitter này là số 2. Ok, OM number 2. Ok. Rồi, có một cái cọ. Hồi nãy em đâu có làm base đó hả? Không cần hả? Không, cái này không sao. Chip mà dễ bị hở vì lý do tại sao vậy? Có thể là do mình vuốt sần nó không có kỹ đó. Cứ sẽ cuticle bác chưa có kỹ nên cái em nghĩ có ảnh hưởng gì cái number 2 không? Rồi em sẽ nhúng cái clear. Cái number 2 hả chị? Sometimes cái number 2 nó không có cướp thì nó bị hở. Number 2 thì em nghĩ em cũng xài nhiều hãng number 2 đó nên thấy cũng ok. Nhưng tại sao nó hở nhiều? Nó hở nhiều là do em thấy là dũa không kỹ, nó dễ bị lip giống như là màu bột vậy đó. Hai đen trần ở hai ngân. Dạ, hai đen trần. Anh chị nào mà nãy giờ mà gọi Ngân mà gọi không được là biết giờ này lên đây là biết là Ngân đang làm live ha. Cái này không muốn nguyên móng hay là không muốn cái đầu thôi coi. Cô thấy nguyên móng đẹp hơn á. Nguyên móng nó đẹp hơn làm cái đầu. Tại cái màu này á. Quyền Lưu nói for dip có smell like candy. Are you sure smell like candy? Or maybe em làm nhiều quá rồi cái mùi nào cũng giống mùi candy. Yeah, mùi for dip mình nó không có hôi. Wow, kinh tí này đẹp quá. Kinh tí này nó sáng. Rồi.
có thể dùng cái cọ này cũng được, nó nhẹ nhẹ buổi sáng. Xong rồi hai lớp rồi em cover lại được rồi. Xong nên em khi mà làm tiếp ấy, chị đáng dụ cái cuticle kỹ, push cuticle back, nên lúc sau khi mình làm cái final mình cũng dũa dần cái cuticle kỹ nha chị. Chị Nguyễn Hương Thủy Tiên nói cảm ơn bạn đã chị cặn kẽ, dạ không có gì chị. Tại tụi em muốn khách hàng mà xài sản phẩm của công ty Nail Job, tất cả những cái gì mà có bán trên Nail Job thì biết cách xài hết. Ok rồi, lần cuối cùng của em nè, em sẽ sơn hết một lượt luôn. Số mấy? Số 2 vẫn là số 2. Tại nhiều khi mình mua về mình không cách xài á, mình xài hư rồi mình nghĩ là tại do sản phẩm, cho nên tụi em thích là có nào rảnh là Ngân sẽ like cho mọi người biết cách xài từng cái sản phẩm để không có vấn đề. Mà Nail Job cũng welcome ai mà có thắc mắc, không phải mua đồ của Nail Job mà có thắc mắc gọi hỏi Ngân cũng với chú Sài cũng trả lời đúng không? Yeah. Tụi em là 2 bà 8 mà 8 có ít nha. Nó có 2 cái 8, 1 là 8 có ít và 2 là 8 vô dùng. Ok rồi, Ngân drop cái 3A. Cái nước số 3 của mình nó có 3A và 3B á. Thì cái 3A nó rất là mạnh, nhỏ lên tí xíu nên mấy anh chị dũa là mấy anh chị thấy nó khô rồi. Rồi để qua một bên cho khô. Đẹp ha. Rồi bây giờ sẽ làm cái màu ha. Và nói tới chai 3A mới nhớ, bây giờ em nói luôn cho mấy anh chị biết cái đợt đầu của mình đó, mình ship cái chai 3A đi nó dễ bị đổ quá, tại cái chai cái nắp này á, cho nên sau này á, mấy anh chị nào mà mua chai 3A là tụi em có 1 cặp vậy nè. Chai này là chai brush, ai muốn xài brush thì xài chai này, còn không thì mình đổ qua bên đây để mình nhỏ ra cũng được, dũa được liền luôn đó hả chị? Chị Tracy hỏi cái chai Barbie để làm gì? Barbie với 3A nó cũng giống như hồi xưa giờ mình xài có một chai số 3 thôi phải không chị? Thì cái chai 3 đó nếu mà của hãng nào á, một số loại nó yếu quá thì nó sẽ không có đủ thời gian để cái thời gian khô của nó hơi lâu lắm. Nhiều khi chị bỏ lên rồi mà chị đợi nó khô để chị dũa đó, ngồi đợi lâu lắm, còn thôi là dũa nó ra nguyên cục bột của chị luôn, fix lại nó mất thời gian. Còn cái này á, 3A của mình á, A là trước B đúng không? Thì mình nhỏ lên trước khi mà mình dũa, xong là chị dũa liền được. Em mới nhỏ xong giờ chị chút xà đứng dũa rồi đó. Rồi đây không. Kim Tuyến cũng phải bỏ dipping luôn hả chị? Là dạ sao? Mình làm dip thì mình làm luôn một cái system dip luôn chị, đừng có đắt bột nó hôi, với lại khách nó cũng không thích. Dạ Kim Tuyến mình dip luôn cũng đẹp lắm, mình nhanh hơn nhiều lắm, nó không có dính vô trong cái liquid của mình. Chị Quyền Lưu hỏi là mình cho bay trước rồi mới cho dry hả Ngân? Dạ em cho bay xong rồi em cho dry lại đó chị, nó chắc lắm chị Quyền Lưu, chút nữa chị dũa đã lắm, nó chắc lắm, nó hỏng với lại nó đủ cái nước cho cái móng của mình đó chị, ít khi bị nứt. Chị cho em hỏi khi nhúng bột xong phải cho số 2 rồi mới bỏ số 3 để nó cứng bột phải không chị? Ồ chị Mộng Tuyền. Đúng rồi. Nó mới giải thích rồi chị. Dạ đúng rồi chị. Vậy mình nó rất là cứng, nó không bị nứt nha chị. Ừ, nó đủ bột cho, nó đủ cái nước cho cái móng của mình luôn. Rồi. Chị Anh Phương ơi, ok một lát chị sau cái like chị Anh Phương gọi lại cho Ngân ha chị. Bị ship hơn nữa, bị bóc hơi hơn nữa lúc ship. Ừ đúng rồi, lúc đầu thì cái chai của mình, cho nên sau này em để 2 chai cho khách luôn. Về muốn xài chai nào thì xài, muốn đổ qua chai kia thì đổ, không đổ thì xài chai đó luôn cũng được. Ok, 2 lớp màu là được rồi. Ô nãy cô làm tay bên kia cho con 3 lớp màu hay 2 lớp màu? 2 lớp màu, tại cái màu mình đã ra đẹp nó làm 2 lớp rồi. Dạ. Ừ, 2 lớp là đủ rồi. Quyền Lưu nói là vậy là mình cho bỏ wrong sai rồi, mình chỉ dry trước và sau đó cho base. Là sao chị? Chỉ làm gì đó hả? Số 2 xong rồi bỏ base nữa hả?
Chị Trinh Nguyễn ơi, cái kim tuyến dripping của mình nó mịn hơn và nó dễ drip hơn. Còn nếu chị lấy kim tuyến thường mà chị drip á, khi mà chị tháo rất là khó. Với lại khi mà chị drip á, nó Nó sẽ sần cộm. lên, nó sần, nó cộm nên không có đẹp. Chị đang xài drip của hãng nào thì có thể hãng nó cũng sẽ có cái drip của cái kim tuyến luôn nha chị. Còn nếu không thì chị thử drip của Zonal, tụi kim tuyến Zonal rất là sáng và đẹp. Chị Quyền Lu nãy chị nói, nãy em nói chị không có hiểu là em bỏ cái số 2 xong em tiếp xem cái bay lần nữa hả em? Không, em đâu deep base. No, chị Quyền Lu chị nói là chị làm sai. Hồi xưa là chị cứ try trước và sau bỏ cái bay. Thường cái base của mình nó bị đục á chị, cái base của mình màu nó hơi đục đục để cho cái màu của nó nổi lên á, chị mà bỏ vậy là Đục màu. nó dễ bị đục màu đó chị, quên luôn. Đang Xong rồi thương vậy em con làm cái chưa? clear nè. Leader bây giờ bé đổi ý, bé muốn làm nguyên móng thì em phải xài một cái lớp base bên dưới cho bé, lớp bê mỏng cho bé thôi. Không có gì anh Phương Thái, nhớ như sau cái live anh có thể nhắn tin nha, chắc họ gọi cho Ngân nhắc Ngân về cái việc chuyện cái chai em bị bốc hơi nửa chai nha, không biết anh như chị nữa. Học với mấy cô giáo bên đây cô nào cũng vui lắm. Kim tuyến đẹp quá, Kim màu tuyến sáng sáng lấp nha. lánh luôn á. Kim tuyến này làm sugar scrub được Silver không? Cái này có bột trong đó không làm được không? Ủa làm silver strap, bỏ kim tuyến vô nữa cho nó đẹp hả? Chị chế ra. Nhìn cho nó fancy như sao? Chị Trinh và Trinh Nguyễn ơi, lúc mà khách mới sửa tới sửa móng mà chip là làm nguyên móng mới không sửa được nha chị. Nếu mà bị gãy Cho thì cô mình mượn sửa tay bên móng thì kia của phải làm con đi. nguyên móng mới, phải Ok, bào ra cho một làm lớp mới. layer nữa đi ha. Mấy giờ rồi chị? Thêm một cái lớp clear cho nữa thôi. Hello Jimmy Huỳnh. Rồi xong hết cái mấy cái màu xong bây giờ em lên một lớp clear base cùng nhé, vẫn là chai số 2 của mình ha. Màu đẹp. Xong rồi, chai số 2. It's not too dark for school, right? For sure. It okay? Yeah. Cô giáo con ok không nhỉ? Yeah, con xong rồi. I'm just testing, Đừng để lát đi, last week the school bị đuổi nữa mà. Không so. có tiền trả tiền học nữa rồi. Nói là mami viết màu cho con. Lớp đi học mang bao tay Đi học mang bao tay hả? Trời, bây giờ bên đây chị dũa rồi phải không chị? Buổi sơ à, tại vì đứng giữa. Hello Trinh Cám. Trinh gì? Trinh Cám. Cám hả? Tên là biết dân giả rồi. Dạ chị Trinh đúng rồi, làm tiếp này á, thì vừa tốt cho tay khách và tốt cho sức khỏe của mình đúng rồi, tại mình không có hưởng cái 10 lít kịch trước khi nó còn nhiều quá. And, tiền cũng nhiều hơn, vậy thì mỗi lần tới được làm bộ mới không phải làm bộ cũ nữa. Nhẹ nhàng hơn nữa. And, đối với khách thì móng tay nó sẽ hơi tì hơn, nó mỏng và nó nhẹ hơn, và lúc mình cũng không có xài UV light nhiều. Hoặc là nhiều khi cái lít kịch chip powder có nhiều dưỡng á, mình không làm được, cái này thì ok. Tiện mình cũng không có hôi nữa. Em thì em thích giũa cái khớp phần hơi ốm ốm trên đây luôn ôm lại.
Rồi. Móng này ấy lên nhau làm cái form nó đẹp quá ha. Dạ, em thích cái form móng này. À, trọn bộ của mình bao nhiêu vậy chị? Trọn bộ của chị? Mình ha. Em để chị Chí Xà nói ha. À, hiện tại bây giờ thì nếu mà chị mua cái chiếc tiền ông Spring Collection, New Collection thì được 10%. Còn nguyên bộ mình là gồm có 80 màu ha. Nhưng một set là 80 màu. Từ thì em thấy chị được 10% off. Nhưng mà đang có đang suy nghĩ cho mọi người sắp tới có cái gì special cho mọi người đây. Có gì lát nữa chị xin inbox cho em để tụi em cho chị cái giá special price for Monday ha. Nhưng mà so far là mình có 80 màu. Từ trước mình có cái giá đặc biệt đó là 12 là 95 hũ em. Dạ. Cái bột dip của mình á, mấy khách mấy anh chị nào mà mấy anh chị mà tiệm mà họ chuyên làm dip không á chị, mà xài mấy anh chị thích lắm, tại vì ngâm nó nhanh ra. Dạ đúng rồi chị giá khoảng từ 3 phút 5 phút là bột hai lớp màu là nó lên màu rồi mà ngâm lại nhanh ra. Ồ, chị Quyền đưa cho chị cho chị Quyền website mình download để viết tiền quảng cáo, có picture để cho khách xem nếu họ làm viết tiền thì sẽ viết cho nên thế nào được không chị? Ồ, mình sẽ có cái poster để gửi cho mấy anh chị nào hồi xưa giờ mua đó, poster của tụi em bị trễ cái bên design and printing đó, thì mình sẽ có đó cho khách, nên chị tụi em print ra theo cái khung hình này kia nó đẹp hơn. Do you have any website, any poster, anything like nó nói về cái viết tiền lên thô tiền như thế nào, có cái đó không? Cái đó em nghĩ chị có mà. Mà trước có gửi cho chị rồi mà. Chị Quyền đưa cần cái đó, sẽ khắp cái đọc nó biết cái viết tiền tốt thế nào. Ừ. À, chị Kim Nguyễn ơi, chị ở nước nào chị? Hắn đang lên em. Chị ở chỗ bang, ở bên ở nước nào thì chị có thể sẽ có tiếp ở nước ngoài như Canada. Nhiều nước lắm, tem ship nhiều nước lắm. Cho em biết thế nào được không? Cái phone của em nó cũng sắp hết pin rồi chứ phải. À, Phần Lan, ở Phần Lan. Phần Lan có. Linh Ngô, chọn bộ nốt thôi được 100 màu có discount không em? À, 100 màu với discount 10%. Của nốt thôi. Dạ có 10% nha anh Linh Ngô. Hay là nếu mà mua chọn 100 màu thì được 10%, hiện tại giờ là hình như là tất cả các hãng, nếu mà mua một cái set cho họ thì họ cho 10% nhé. Dạ đúng rồi chị Quyền ơi, tại vì cái poster của mình cái người khen ra nó có khác rồi đó. Cái khoai thì nó không có được trước nên chị em bắt làm lại, nó đi trễ tí xíu, nhưng mà xương mình khoai lại chạy xương mình gửi cho anh chị ha. Dạ không có gì anh em. Okay. Have fun over here. Let me do that. Let me have. Okay, em lấy cái dũa bự đi, cái dũa nhỏ này nó bị gì đây? Rồi, em dũa cái shape bên đây ha. Rồi nè. Món trắng là mình làm gì? Món trắng là marble đó. Món trắng là của chị đó. Là marble là smoke.
Ờ, làm gì cũng được hết đó. Smoke hả? Mấy anh chị muốn marble hay là smoke? Đón mấy đứa nhỏ hả chị? Nhờ ông ngoại đón hả? Tết này bao nhiêu vậy chị? Chị Trinh nguyên một Tết mình là 1440 hả? 1,4% 10% off là mình còn 1,200 mấy chục. 1,200 mấy chục đó chị. Cho 80 màu mà mình hủ 2 ounce nha chị. 2 ounce. Cái màu của mình, cái bột dip của mình em bảo đảm bảo cái chất lượng dip của mình rất là tốt đó. Cho nên cho mình cái sample vô cái post này nha chị. Dạ. Chất lượng dip của mình tốt mà ngâm nó lại nhanh ra nữa chị. Cái mà em thấy mọi người cũng lưu ý nhất là cái nhanh ra. Tại bột dip mà mình ngâm lâu quá mình không có bill khách được đâu. Ngân viết bộ móng nhìn đẹp nhanh quá, mình làm bộ nó bị bè hai bên và phải giũa lại, hơi mất thời gian. Quyền ơi, nếu mà bè hai bên đó là do lúc mình cách mình viết. Còn Ngân viết vô cái ankle viết như thế nào? Tại vì cái ankle mình bỏ viết nó cũng quan trọng, nếu mình để thẳng 90 độ xuống đó, thì nó bị bè ra hai bên. Lúc mà em viết vô thì em để xéo 45 độ, với lại cái lúc mà em sơn hai bên ngoài ôm vô nhiều. Thì cái ankle dip của mình nó cũng rất là quan trọng ha. Chính giữa em không có sơn nhiều bằng, tại chính giữa mình sơn nó dễ bị bè hai bên. Acetone hả chị? Đúng rồi, thường dip mình ngâm acetone. Yeah. Mình ráp cái ráp keo dễ chị suy nghĩ nha. Tiên đây dạ có, bộ này mình có cái liquid viên heo, cái nước viên heo. Chị suy nghĩ có ship qua Phần Lan hay không? Dạ có chị Trinh, tụi em ship qua mấy nước châu Âu nhiều lắm. Khách hàng châu Âu của tụi em mà mỗi lần mua là 5-7 ngàn luôn á. Chị Thiên Lan ơi, nè chị hỏi chai gel thì không phải là gel mà là cái chai cancel của họ 1234 của cái Tết mình nha chị. Dạ mình đặt vào đi này nhiều màu khác nhau vậy, tính bao nhiêu tiền? Bộ này bao nhiêu màu khác nhau vậy hả? 3 màu khác nhau đi tính bao nhiêu tiền hả? Thường 3 màu á, em làm cho khách sơn hay là gì vậy? 3 màu khác nhau là em lúc nào cũng tính thêm 3 đồng hết. Em tính 3 đồng rồi. Mắc quá không làm. Oh, you mean gel matching color? Không, chị Tiên Nhan ơi, mình không có gel matching color. Nhưng mà mốt cái màu của mình là có nước sơn matching OPI, mốt cái sơn ha. Dạ. Cho là cũng có nữa. Mình muốn làm thành viên nhiều cho mọi người đó. Nếu mà ai đã có những cái hình như là tiệm nào cũng có cho lực MOPI hết, cho nên general là những cái thiết nó cũng khô với cái đó để mình có thể xài luôn mà không phải chỉ từ mua cái cho mới nữa. Hai ngón này con nghiêng qua con tí nha. Hai ngón này cái góc em ngồi nó khó để cho em làm á. Cái góc ngồi của em nó bị che cái phone á. Bộ này nó tính bao nhiêu tiền? Bộ này làm cho khách nói chuyện. Tính cho chị Trúc Sàng thì bộ này là cái iPhone đó. Rồi làm cho khách mà bộ này hả? Ngắn là đã 40 rồi, dài vậy thì phải là cỡ 55 mà 3 màu nữa 58. Đó là giá của tiệm em nha. Không biết là tiệm em chị như thế nào. Ok. Xong rồi. Vũ này vũ mới mà không thấy máu của cháu này quá. Dạo này sợ lấy máu người ta lắm. Hiền lại chút. Thấu
Chị Quyền Lưu xài chị thấy ngâm ra nhanh không chị Quyền Lưu? Nãy bộ này em tính 55 hả? 58. 58 chưa đi ra. 58 chị thấy mang rẻ hơn tiệm chị không? Chị là tươi nó phải có chị chứ xài chặt đẹp quá chị. Nói nghe là 58 với 60 nó lệch nhau chỉ 2 đồng thôi. Nhưng mà cái giá của em nghe nó rẻ hơn của chị nhiều. Rồi, cho cô mượn lại cái tay lần nữa. Mình dip and clear rồi, sơn treo được luôn. À, được chị. Đây nè, xong cái của mình đây nè. Ra nè. Giờ tới chị rút xà đúng không? Rồi, chị phải đi đâu mới đến nhở hả? I will, it's my salon, I will charge $60 for this. Yeah. I charge for $58. $2 different. Ừ, em làm marble nó luôn cũng được. Ok chị. Em quen cái tay người ta là gì nè, để em điều chỉnh. Chị ơi, chị qua bên chỗ Cường á, chị kêu Cường đưa cho em cộng dây sạc pin giùm nha. This phone call drive me crazy. Okay. Rồi nè, mấy anh chị thấy đẹp không? Màu rất là dễ thương. And go wash your hand con. Nhớ là không có nước và không có xà bông nha. Rồi bắt đầu em chuẩn bị em làm design cho bé. Thank you chị. Làm bộ làm gì khác đi cho nó vui. Nó đòi ma buồn. Thôi kệ nó, đòi kệ nó. Nó đòi kệ nó hả? Ma buồn ai cũng biết làm rồi. Mẹ nó cũng dễ thương quá hả? Nó làm 3D làm cái gì mà nó đặc biệt. Thank you anh Phương Thái. Mọi người muốn em làm cái gì? Mọi người em muốn em làm design gì cho bé? Bé này nó đòi marble mà mẹ cơ. Mẹ của nó muốn làm gì cho nó là làm. À, thank you Trinh Nguyễn. Hai Luân Đinh. Đây là cái màu của mình nè. Proper purple. Cho mình chụp hình lại cho bà ấy cho Ngân. Dạ con, anh Phương Thái gửi cái hình đó vào trong message của Nail Shop giùm em đi. Sau này mấy anh chị mua là một cặp của nó lúc nào cũng có hai chai vậy nè. Để tụi em ship đi nó không có bị đổ. Cái chai này thì nó dễ đổ hơn. Tại nó drop cái phần chỗ này của nó phải hở để nó lấy cái không khí vô đó. Dạ, cho nên em ship phần chai này qua. Mình muốn xài brush cũng được. Chai này thì nó có brush. Đó, mình xài brush cũng được. Còn không á, thì mình xài mình đổ ra chai drop mình xài. Còn không mình xài hai chai luôn. Con gái chị Trisha, đúng rồi Quyên Lưu, gái chị Trisha lớn rồi. Hồi sáng, nói tới mới nhớ hồi sáng em nói chuyện với, em mới nói chuyện với một chị khách ở trên Nail Shop. Trời ơi, sáng sớm ra em chọc bả ngồi cười mấy bụng. Em nói chị ơi, Nail Shop có mấy cái lớp học free đó, chị nói chị không biết vẽ. Em nói Nail Shop có mấy lớp học free cho khách hàng đó. Chị canh nó tới đó rồi chị qua bên đây chị học để về mình làm cho có tiền thêm. Chị mới nói trời ơi, em ơi chị không có đi được đâu, chị tới ba đứa con rồi. Em mới nói là mấy bà làm nail. Em chọc chị. Em nói mấy bà làm nail bà nào cũng nói bận rộn á, chị busy lắm, tiệm chị đông khách chị không có thời gian làm gì hết á. Mà hỏi lại bà nào cũng ba bốn đứa con không à. Cái chị mới nói em vậy nè. Chị nói ừ tại vậy đó cưng, tại vì bận rộn quá cho nên chiều về đâu có làm gì khác đâu, chỉ có về nhà thôi. Nên tại vậy cho nên mấy con nhiều đó. Nên ai mà muốn mình về nhà mình phải kiếm chuyện gì khác để mình làm nha. Tôi thấy người nào cũng ba bốn đứa busy quá. Tội nghiệp chị Trisha, thấy busy chứ cũng chạy ra ngoài đây live với em với mấy anh chị suốt à. Mẹ bỏ con ở nhà hoài có ai nào buồn không? Có buồn không? Hôm nay cho nói đó. Hôm nay có cơ hội nói cho nói đó. Cho mẹ nghe luôn kìa, mẹ có trên live không?
Thôi nói vậy thôi, con đừng trả lời nha, con trả lời mốt kêu bà ra đây bà không ra nữa. Dạ, Thanh Kiều, Châu Trần. Ủa, con biết Châu Trần không? Châu Trần nói là cô Ngân làm cho Jasmine màu đẹp quá. Là cô biết con đó. Con muốn làm marble phải không? Dạ. Marble mà nếu mà có cây viết lông á mấy anh chị, mình làm ra cũng đẹp. Còn không á, cái cọ này của em mới tước cái nó bị ấy rồi. Cọ là mình bảo quản kỹ lắm. Em xài em thay cọ liên tục mà. Nhiều khi á, bận quá đó, em quăng đùng đùng. Rồi. Em lấy đại ở đây đi, em vẽ đại sao cũng được chứ. Ok con gái. Rồi em vẽ làm sao cũng được hết ha. Rồi bên đây thì em sẽ đi qua đây. Mình đi cong queo gì cũng được hết nha mấy anh chị, không có cần phải thẳng. Mấy cái này là mình nó phải cần cong 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 vậy đó. Ok. What a drawing with. Regular polish chị. Tại vì xong bây giờ nè, em lấy cây cọ em nhúng vào trong acetone ha. Để em làm cho nó loang ra nè. Cho nó loang ra cho nó không có hình thù gì hết trơn á. Con muốn nó less hay là con muốn thôi? Con có muốn nó ít màu hơn không? Ít màu hơn cho con ha. Thường á em cũng hay hỏi khách á, tại vì nhiều người thích nhiều màu, nhiều người thích ít màu. Cho nên em hỏi mà họ thích ít màu hơn là em phải lấy ra bớt. Làm cho khách em chiều khách lắm. Làm gì cũng hỏi á, thích làm sao. Mà làm xong mà kêu em làm lại là coi như em hành lại. Ok con gái. Ok. Mình chỉnh ít màu nhiều màu tùy mình hết mấy anh chị. Chỗ này nó có cái màu hơi đậm. Ok, rồi. Em lấy thêm cái màu này nữa, lần nữa. Mẹ đi rước em bé xa không? Không không có xa lắm. Không phải em bé, em con. Giờ này khoái em bé lắm, cứ em bé suốt. Ok. Ok rồi, bây giờ để cô coi có cái gold flake không? Mình bỏ cái gold flake lên nhìn cho nó là lạ là lạ. Rồi em sẽ bỏ cái nước số Barbie lên ha. Hồi nãy mấy anh chị hỏi Barbie là cái gì nè.
mình phải bỏ nước số 3 lần nữa trước khi mà mình sơn cái top coat đó. Cái này thì mình có thể mình sơn top coat gel cũng được. Top coat gel thì em xài cái crystal top. Còn không á là em xài cái còn không á là em sẽ xài cái top của Dippin luôn. Rồi mấy anh chị thấy Dippin mà ra rất là đẹp như là đốc vậy đó. Nhìn cũng đâu có khác biệt nhiều phải không? Để có coi cái ok xong rồi mấy anh chị nhớ nha, mình phải cho nó khô cỡ 1 phút mình mới bỏ thớp lên. Nhiều anh chị bị nó bị cứng cọ đó là tại vì mình bỏ lên liền, mình bỏ cái top coat lên liền nó bị cứng cọ. Ok, 1 phút chưa con. Con để cái tay con xích vô đây nè. Chị Tracy ơi, cái chai 3 của mình có 3 A với 3 B. A là mình sơn trước khi mình bỏ lên trước khi mình dũa, nó khô rất là nhanh. Còn B là mình bỏ lên trước khi mình top, nó nhẹ hơn cho nên nó sẽ giúp cái top coat của mình nó bóng hơn. Ok. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nước số 4 lên ha. Mình hơn 1 phút, mình đợi 1 phút xong là mình không bao giờ sợ cái chuyện mà bị cứng cọ nha mấy anh chị. Rồi xong, mình sẽ quay lại. Nhiều anh hỏi em á, nhiều anh gọi vào đây nè, nếu là mấy anh bị nhiều hơn mấy chị, tại mấy chị chịu khó coi like, gọi vào nó, ủa sao em sơn cái top coat của mình không bóng. Em hỏi lại chứ anh sơn mấy lần thớp? Nó một lần thôi. Hầu như là hãng Dippin nào mình cũng xài hai lần thớp hết á mấy anh chị. Một lần nó sẽ không có đủ bóng. Rồi mình để đây cho air dry ha. Cái B và top của mình nó không có bị cay nhiều mà mình xài cho tới hết chai luôn á, nó cũng không có bị cứng vậy, nó ít bị khô. Và rất là bóng nè. Mấy anh chị thấy đẹp không? Rất là bóng. Rồi, thank you mọi người đã xem ha. Và hẹn gặp lại mọi người vào tối nay. Chào tạm biệt.